Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn tất cả đang tham gia chương trình này ra từ dự án Zootly. Để tham gia dự án của mình, link phần link mô tả, mình bấm nút mở cái Telegram của mình ra, bấm nút start chat cho bot nha. Rồi các bạn chờ bot phản hồi chút nha các bạn. Khi tham gia dự án, tất cả các bạn nhận được một token có hiệu là Zootnota iGot. Nào nó về thì mình tính các bạn. Rồi tiếp tục nhiệm vụ là các bạn lướt cấp cha. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Hy vọng được coi. Các bạn chân. Rồi đầu tiên các bạn join vào chưa chào nhóm group của nó nè. Rồi bắt lại username Telegram của nó nha các bạn. Rồi các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nha các bạn. Rồi các bạn điền lại username Telegram của mình. Các bạn vào setting copy username Telegram của mình. Các bạn bắt. Rồi nhiệm vụ thứ hai chúng ta follow Tower và đi tiếp với các bạn. Follow Tower với đi submit profile. Rồi các bạn chờ lâu đến Tower các bạn. Wow. Mạng lag quá. Các bạn chờ chút nha các bạn. Từ nguồn gấp nên mình theo dõi rồi. Gặp nguồn ai góp này giờ mấy cái nhà này biết bên game. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn like nó. Đây kiếm bài game của nó, không biết bài game nào đó. Rồi bài game nó này các bạn test lại nha các bạn. Thôi các bạn chờ mình chút nha. Rồi các bạn mới đáp lại đây các bạn ơi. Rồi tiếp theo các bạn mở theo Word của mình ra lấy cái liền các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào một trên đầu nè, nhấp vào một chia sẻ nè các bạn. Wow, đạn hay điện giật. Lo quá chậm rồi các bạn, thông cảm các bạn, sẽ chém liên kết. Mình bắt ở đây nha các bạn. Hãy lời không các bạn ơi. Rồi bạn dán vào nha các bạn. Bạn gửi cho bot tiếp tục nè. Submit you at firm chocolate. Rồi các bạn qua mở giấy chocolate gõ từ VULB. Rồi các bạn mở giấy chocolate ra các bạn gõ VULB nè các bạn. Con này nè các bạn, con bet 20 nè các bạn. Các bạn mở ra. Bạn xuống. Nó nằm chỗ này nè các bạn. Rồi bạn đợi đi. Rồi các bạn mở Telegram ra, các bạn bắt vào nha các bạn. Rồi bạn gửi qua you quýt. Rồi con này mình góp tiền quýt giao vào. Rồi mình đã nhận được một thuốc cần các bạn. Các bạn vào đây mà các bạn dịch cái phần cục tiền ra các bạn. Vậy video này kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.